Chú biết hai chị em con đã từng sống ở trại mồ côi Hoàng Dương. Dạ sao chú biết? Cách đây 8 năm chú có làm từ thiện ở đó nên chú biết rất rõ về hai chị em của con. Nhưng nếu mà chú đã từng đến đó thì tại sao con không có ký ức gì về chú hết? Có lẽ lúc đó tại chú không lên sân khấu phát quà nên không gây sự chú ý của hai chị em con đó mà. Bây giờ chú cháu mình ra quán cà phê nói chuyện nha. Tài xế. Dạ lúc nãy chú có nói là chú có thông tin của em con đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy điều kiện gì để chú nói cho con biết? Tại sao con nghĩ chú lại ra điều kiện với con chứ? Lẽ nào chú cung cấp thông tin cho con mà không ra bất cứ một điều kiện nào? Tất nhiên là có rồi. Vậy chú nói đi, chú muốn con làm gì? Chú nghĩ nếu con nghe chú kể về chuyện của em con thì con sẽ hiểu tại sao chú lại tìm tới con. Ba mới về. Con ngồi chỗ này đi. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Con coi coi, có mỗi cái khách sạn không à, mà con cũng không quản lý được. Bây giờ mai mốt làm chuyện lớn hơn, con làm sao đây? Nhầm nhò gì đâu ba, vậy là còn ít đó. Mấy công ty xung quanh đây người ta còn lỗi gấp trăm lần. Trời ơi, ba bày biện cho con hết tất cả rồi. Bây giờ chỉ còn có thu tiền thôi, mà con cũng không thể làm được. Ba không hiểu con rằng là cái gì trong đầu con nữa. Hả? Con ha, nhắm cái tinh thần đi. Đợt này mà con làm ăn mà cẩu thả nữa, làm ơn cuốn gói ra khỏi nhà ba đi. Ba cứ yên tâm đi, con hứa với ba. Thùng quá 2 tháng nữa, bắt đầu bước vô mùa du lịch rồi. Tiền lời sẽ tăng cao thôi. Tới lúc đó, nếu mà không... Không thì sao? Mình trả lại cho ba hết. Nó làm như đồ chơi vậy trời. Hả? Con có biết là lần thất bại này không phải là lần đầu của con đâu. Con cảm thấy con là không nổi á, cứ nói với ba một tiếng. Ai là người dạy dỗ con? Chính là ba. Vậy thì một phần con thất bại ngày hôm nay là do ba dạy không được ra đó. Ôi là trời, cái thằng này. Trời ơi, con phải biết rằng là con ở đây, con là con của ba, là cái phúc, cái phần của con. Trời ơi, ba nghĩ không có ba chắc đời con thúi như cái thùng rác luôn rồi đó. Thì bởi người ta mới có câu cha nào con nấy. Mày ha, quá lắm rồi. Những cái gì tốt đẹp ba đã nói hết rồi, ba đã dạy hết rồi. Con mà bất tài vô dụng á thì ba cũng bó tay. Ba chỉ còn 3 tháng nữa đó. Chú có chứng cứ gì để chứng minh những điều chú nói là sự thật không? Tất nhiên là có rồi. Trước khi tìm tới con, chú đã chuẩn bị rất đầy đủ. Con coi đi. Vậy chú muốn con làm gì? Đơn giản thôi. Chú muốn chúng ta cùng báo thù. Con hả? Chú có tìm làm người không? Chú tin là không. Khi nào con nghĩ thông suốt rồi á thì con cứ alo cho chú. Đây là cặp mít của chú. Khi nào con nghĩ thông suốt rồi á thì con cứ điện cho chú. Ok.
Dạ con sẽ suy nghĩ kỹ. Alo em hả? Anh đang trên đường tới bệnh viện nè. Em với bé Quyền muốn ăn cái gì anh mua cho. Alo, em nghe nói không? Mình chia tay đi. Giỡn kiểu gì vậy? Giỡn gì không vui nha. Em nói nghiêm túc á. Mình chia tay đi. Hả? Tuyền. Alo. Anh. Alo. Anh. Kêu nó vậy đi. Mát đây nha. Sao? Tỉnh chưa? Rồi à... Ê, có nhìn ra tao lại không? Tụi thằng chó nè. Quá ra là mày. Thấy dữ ta. Cứng dữ trời à, bị tao nhốt đây rồi. Còn cứng dữ em. Vậy đó. Mày có ngon mày thả tao ra. Tao với mày làm trận tay đôi. Chơi cái trò này hèn quá Vũ. Thấy dữ trời. Tao tập khoái mấy thằng quân tử như mày á. Nhưng mà xui quá. Má tao chơi giờ từ nhỏ tới lớn mày ơi. Giờ kêu chơi quân tử không quen. Đúng là bản chất mày. Bữa nay á, tao phải cho mày biết. Mày phải ước ao nè. Mày chưa từng được sinh ra trên cõi đời này. Tụi mày có giỏi đánh chết tao luôn đi. Chứ để tao mà còn sống, tao tìm lại mày. Tôi không có được phải trách tao. Bạn ngài cho phép em nhé. Dạ. Nói nghe nè. Cái chuyện sau này á, để sau này tính đi ba. Quý chết mẹ đó. Mình cần đưa đi bệnh viện không đại ca? Mày bị ngu không? Mày đánh thôi chi mày đưa đi bệnh viện? Ngáo hả mày? Nó mà tắt thở này mày cũng đi luôn á. Nhìn sụi lời thương con. Sao? Coi mồi mềm mình tí vậy thôi. Chứ nằm viện 10 bữa nửa tháng hút cháo chắc cũng lết, cả lết được mà. Chắc đi sẽ lăn được sếp. Ôi trời, lao. Đi. Em không có đói. Không đói cũng phải ăn. Bây giờ em không có muốn ăn cái gì hết á. Bây giờ em không chịu ăn không chịu uống như vậy á thì làm sao mà sống được. Chừng em nó không còn rồi, em sống có ý nghĩa gì nữa. Em nói như vậy á mà em nghe được hả? Em nói như thế á là mạng sống của em không liên quan gì tới chị á. Hay là chị nên bỏ mặc em, chị không để ý tới em hả? Nghe chị nói nè, em là em của chị, mạng sống của em á rất là quan trọng với chị, em hiểu không? Em là tất cả với chị mà. Chị sẽ không có bao giờ bỏ rơi em đâu. Nhưng mà chân em đã tàn phế rồi, em không làm được cái gì hết á. Không sao, mình còn thở.
là mình còn cố gắng được, em hiểu không? Em còn chị mà. Chị hai, là em ngu muội, em làm khổ chị hai, em xin lỗi chị hai. Khổ quá à. Ai cũng có đôi lần vấp ngã mà em. Quan trọng á là mình phải biết đứng lên, hiểu không? Nhưng mà không có nhân vậy gì hết. Ngoan, nghe lời chị, ráng ăn đi, để có sức mà mình còn chiến đấu với cuộc đời nữa chứ. Những đau khổ mà em phải chịu hôm nay, nhất định chị hai sẽ bắt tên khốn đó phải trả gấp bội. Nè, con tính đi đâu vậy? Con muốn đi gặp anh.